đang giả vờ ấy. Cái này mất dạy lắm. Lùi một bước để tiến hai bước hả? Hả Miu? Miu ơi, đây mà Miu. Miu ơi, bỏ ra để cho tao chơi. Miu. Mi vừa xuống đây thăm Miu xong Ngọc ạ. À. Miu ơi Miu. Miu à. Không vẫn dậy tí nó lùi 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 lấy đà nó chạy đi. Miu. Miu ơi. Chưa. Vừa sạch mà nó không có cái gì để rẻ được, để nào thì loa nữa, có ba các kiểu thì nhiều bên này thì nó đẹp, nó đẹp. Miu à. Trời ơi nó xuống ra nó thở hổn hển, nó há mồm ra nó thở. Như vậy lắm. Xong rồi nó dọa Miu của chị. Miu ơi. Miu à. Anh được 1 con lần này. Anh được 3, 7 lần đó. Hết rồi, nó kéo cho chị ra con cổng quách nữa rồi. Nó kéo mấy nhà của chị đây, hết sạch rồi. Chị xem nhà kiểu nhà nào ngủ nhưng mới cấy vào được thôi. Giả vờ nằm chứ. Của em 101. Thảo anh hỏi ra cầm đi. Tắm xong rồi nhìn con vớt thì con chuột lâu hơn luôn, như con chuột vớt dưới cống lên. Đúng một nắm. Miu nha. Miu không đi ra chào khách của Miu à? Hả? Không đi chào khách à? Hả Miu? Tan hết chưa? Ok. Chết chưa? Móc chân chưa?
chị Hám Trà. Hello Lê Anh. Mưu chào Lê Anh. Cái bụng lúc nào cũng thế thôi. Này này, nó chạy nhanh dã man luôn. Mưu trốn đấy. Đấy biết ngay mà. Ngã. Mưu mày xinh chưa? Lê Anh thấy Mưu xinh không? Hộp cỏ mèo. Ok, hôm nào chị lên hoặc chị nhờ người lấy. Mưu Mưu, con này nghịch lắm. Này. Mưu. Mưu ơi. Mưu à. Chỉ thích nằm chỗ quạt kia thôi. Vừa nãy còn đi ra ngồi chơi với khách cơ. Rình. Nằm luôn ở đây rồi nào ạ. Cái mặt kìa. Dỗi rồi. Mưu dỗi rồi. Mưu. Linh ơi, hôm nào về sang bên Beauty lấy cỏ về cho chị với nha Linh nha. Mưu ơi. Dỗi này. Mưu. Đi chỗ nào rồi?